Hello everyone, welcome to lời giải hay com channel. Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với kênh của lời giải hay com. Today we learn unit 3 Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài số 3 part 2 language phần số 2 về ngôn ngữ. Pronunciation phát âm. Deep thongs, ear, air and word. Hôm nay chúng ta sẽ học nguyên âm đôi đó là ba âm. Âm thứ nhất là âm ear âm ear là chúng ta thấy là có hai âm hai âm nguyên âm đơn tạo thành đó là âm e và âm ơ ear 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 các bạn đọc e ờ sau đó đọc dài và nối vào nhau nhé ear ear tiếp tục chúng ta có nguyên âm đôi air er, air er. đó là nguyên âm đơn e er và r er, nối vào nhau air er, er, er. và cuối cùng chúng ta có âm u nguyên âm nguyên âm đơn u nối cùng nguyên âm đơn ơ chúng ta sẽ có âm u u u bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các bài tập bên dưới number one listen and repeat then practice saying the words bài này yêu cầu chúng ta là lắng nghe và lặp lại sau đó thực hành nói các từ sau đây chúng ta có ba âm là âm ear air và ủa uh, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trước ear idea ears air awareness air conditioners ủa uh. sure eco tour rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại ear idea years chúng ta có danh từ idea là ý tưởng và years là năm tiếp tục air awareness air conditioners chúng ta có danh từ awareness là nhận thức và air conditioners chính là điều hòa or, sure eco tour chúng ta có từ sure là chắc chắn rồi và eco tour là chuyến đi sinh thái du lịch sinh thái rồi và đó là à, bài số 1 chúng ta vừa thực hành nguyên hai ba nguyên âm đôi bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 2 bài số 2 có yêu cầu như sau walking pairs underline the words that contain the ear air and ur sounds listen and check Then break the saying the sentences. Bài số 2 có yêu cầu là làm việc theo cặp, gạch dưới những từ có chứa các âm ear, air và ur. Nghe và kiểm tra, sau đó thực hành nói các câu sau đây. Chúng ta có 3 câu. Chúng ta xem từng câu một nhé. Number 1. There are many volunteers here to help clean up the beach vậy trong câu đầu tiên các bạn sẽ có từ đầu tiên là từ there chính là âm air, there vậy em sẽ được gạch chân từ there are many volunteers vậy cậu chúng ta có danh từ volunteers chứa vần ear ear volunteers vậy các bạn sẽ gạch chân từ volunteers tiếp tục chúng ta có từ here vậy từ here chính là chứa vần ear here cái tiếp tục gạch chân từ here. To help clean up the beach. Tiếp tục. À, các bạn sẽ dịch luôn nghĩa câu này nhé. À, câu thứ nhất, câu này có nghĩa là Ở đây có rất nhiều tình nguyện viên giúp dọn dẹp bãi biển. Tiếp tục chúng ta sang câu số 2. Ecotourism encourages tourists to develop eco-friendly habits when traveling. Vậy trong câu số 2 các bạn sẽ có cụm từ từ đầu tiên luôn eco friendly eco tourism Vậy chúng ta có từ tour, or, or, tour, eco tourism Đó Tiếp tục encourage từ encourage không có này Chúng ta có tourist, tourist, vẫn or, or, tourist to develop eco-friendly habits when traveling Ok À, trong câu số 2 câu này có nghĩa là Du lịch sinh thái khuyến khích du khách Hình thành thói quen thân thiện với môi trường khi đi du lịch Tiếp tục câu cuối cùng, câu số 3 It is clear that not all people are aware of the negative impact Of their daily habits on the environment Câu số 3 thì các bạn sẽ có từ đó là gì? It is clear, clear chính là vần ear clear that not all people are aware Vần ear aware đó of the negative impact of there vậy chúng ta có à từ there ear ear there daily habits on the environment rồi vậy là trong câu số 3 các bạn có 3 từ câu này có nghĩa là Rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều nhận thức được tác động tiêu cực của thói quen hàng ngày của họ đối với môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và kiểm tra xem chúng ta làm đúng chưa nhé. 1. There are many volunteers here to help clean up the beach. 2. Ecotourism encourages tourists to develop eco-friendly habits when traveling. 3. It is clear that not all people are aware of the negative impact of their daily habits on the environment. Rồi. Vậy chúng ta thấy rằng là à chúng ta làm đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại các từ này nhé. Number 1. 1. there are many volunteers here to help clean up the beach. number two. two. ecotourism encourages tourists to develop eco-friendly habits when travelling. number three. three. it is clear that not all people are aware of the negative impact of their daily habits on the environment. No. chúng ta vừa hoàn thành xong bài số 2 và đó là phần phát âm ngày hôm nay bây giờ cô trò mình tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo chúng ta vào phần vocabulary từ vựng chúng ta cùng xem bài tập trong phần từ vựng ngày hôm nay nhé number one à, từ vựng ngày hôm nay chúng ta có chủ đề là green living à, vẫn là chủ đề có nghĩa là sống xanh one Match X squared from 1 to 5 with its meaning from A to E. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy nối mỗi từ từ câu 1 đến câu 5 với nghĩa của nó từ câu A đến câu E. Chúng ta sẽ cùng nhau xem năm từ này nghĩa là gì nhé. 1. waste. Chúng ta có danh từ waste mang nghĩa là à chất thải hay còn gọi là à lãng phí nhá, sự lãng phí. Next, vậy cô sẽ viết nghĩa tiếng Việt vào đây nhé. À, cô sẽ viết nghĩa tiếng Việt cho các em luôn. À, từ waste đầu tiên mang nghĩa là lãng phí, lãng phí. Next number two, landfill. Chúng ta có landfill, đây là một danh từ mang nghĩa là, đây các em có nhìn thấy đây, bãi trôn lấp, Đã, bãi trôn lấp. Next number 3. Động từ reuse. Các bạn nhìn trong hình, chúng ta thấy từ reuse có bao mũi tên quay vòng tròn và reuse mang nghĩa là tái sử dụng. Nghĩa là sử dụng lại cái đồ vật gì đó đúng không? Tái sử dụng. Tái sử dụng. Next one, number 4, packaging. Đây các bạn có thể nhìn hình, packaging chính là bao bì bao bì Và cuối cùng Câu số 5 các bạn có danh từ containers Và từ container mang nghĩa là đồ chứa Đồ chứa, vật chứa Đồ chứa Đó Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nối với các đáp án từ A đến Y e em nhé Đáp án A Chúng ta cùng xem An area of land where waste materials are buried under the surface. Câu này có nghĩa là đây là một khu vực đất nơi chất thải được chôn dưới bề mặt. À, vậy chỗ nào được chôn dưới bề mặt nhỉ? Vậy đó chính là à đó chính là bãi chôn lấp. Vậy câu số 2 bãi chôn lấp the landfill sẽ nối với đáp án A. Vậy chúng ta sẽ nối A hiện. Đó. Next B. Chúng ta cùng xem đáp án B nhé. Materials used to wrap or protect things we buy from shops. Đáp án B. Những vật liệu dùng để bọc hoặc là bảo vệ những thứ chúng ta mua từ cửa hàng đó là gì? À, khi mua từ cửa hàng thì người ta thường cho mình có thể là túi ni lông, đúng không? Có thể là hộp và chúng ta gọi chung đó là đồ chứa. Và chúng ta có danh từ đồ chứa là container. Vậy thì chúng ta thấy rằng câu số 5 sẽ nối với với đáp án đó là đáp án B Ah à, sorry Ah à, sorry à, Từ đồ chứa sẽ nối với đáp án 4 Sorry Packaging chính là bao bì Bao bì để đựng những cái sản phẩm ấy Sorry Vậy thì chúng ta sẽ nối câu số 4 với đáp án B Bao bì Next C Câu C Something such as a box or bowl that you can use to keep things in Đây là những vật liệu Sorry Đây là thứ gì đó như là hộp hoặc là bát mà bạn có thể dùng để đựng đồ đạc Và đây bây giờ chúng ta mới thấy rằng là à, dụ như hộp hoặc bát đựng đồ đạc thì đó chính là container đó mới là đồ chứa Vậy câu số 5 chúng ta mới nối với đáp án C Next number D To use something again À, chúng ta có cụm từ à, này mang nghĩa là sử dụng lại cái gì đó. Vậy khi mà sử dụng lại thì chúng ta gọi đó là tái sử dụng, đúng không? Sử dụng nhiều lần. Vậy câu số 3 các bạn sẽ nối với đáp án D. Và cuối cùng chúng ta có đáp án Y. The act of using something in a careless way is causing it to be lost or destroyed. Đáp án Y e có nghĩa là một cái hành động sử dụng một cái gì đó một cách bất cẩn khiến nó bị mất hoặc là bị phá hủy. Và chúng ta có một cụm từ à, còn lại cuối cùng đó là từ cụm từ số 1. Chúng ta có từ lãng phí đối với đáp án Y. Đó, vậy là lãng à, waste, đó là lãng phí. Rồi, vậy hôm nay chúng ta đã được học bốn từ mới, đúng không? Từ thứ nhất là waste, danh từ lãng phí. Từ tiếp theo, landfill, là bãi trôn lấp reuse tái sử dụng, packaging bao bì và cuối cùng container là đồ chứa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài số 2, chúng ta sẽ vận dụng những từ trong bài số 1 để hoàn thành bài số 2. Bài số 2 các bạn có yêu cầu như sau. Complete the following sentences using the correct forms of the words in exercise 1. Hãy hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng dạng đúng của từ ở trong bài 1. Chúng ta có năm à, từ bây giờ chúng ta sẽ à, điền vào các chỗ trống phần này nhé. Chúng ta cùng đọc number one câu thứ nhất. We should fix the leaking tap. It's a dot dot of clean water. Câu này có nghĩa là chúng ta nên sửa vòi nước bị rò rỉ. Đó, cái vòi nước bị rò, rò rỉ đúng không? Leaking là bị rò rỉ mà. đó. thật là một cái gì đó nước sạch. đó vậy thì khi mà các bạn thấy rằng là À, cái vòi nước cứ chảy nước mãi đúng không mà toàn nước sạch thôi thì đây là một sự à với câu thì đây là một sự lãng phí. Vậy thì các bạn sẽ điền được từ lãng phí trong bài trong câu số 1 các bạn vừa học đó chính là danh từ waste. waste. Vậy thì câu số 1 các bạn sẽ điền từ waste. Đây là một sự lãng phí. Ok. Vậy là đó là thật lãng phí nước sạch đúng không? Number two, Take away food includes a lot of unnecessary dot dot such as single single use containers and plastic bags. Chúng ta có take away food nghĩa là đồ ăn mang đi. Đồ ăn mang đi thì bao gồm rất nhiều loại cái gì đó không cần thiết như là hộp đựng dùng một lần và túi ni lông. Vậy thì chúng ta thấy rằng là à những cái đồ ăn mang đi thì sẽ chúng ta có thể đóng gói đúng không? Đóng gói bằng túi ni lông. Đó. Vậy nghĩa là cái bao bì của nó để đựng đúng không? Do vậy thì trong câu số 2 các bạn sẽ điền được đó là từ bao bì và chúng ta có từ packaging. Do vậy câu số 2 các em sẽ điền được từ packaging. Nghĩa là đồ ăn mang đi đúng không? Thì à, bao gồm rất là nhiều những cái bao bì không cần thiết. Như là hộp đựng dùng một lần và túi nhựa, túi ni lông. Next number 3, câu số 3. We always try to buy food packet. Package Packet in recycle recyclable. Recyclable. Đó, câu này nghĩa là chúng tôi luôn cố gắng mua thực phẩm cái gì đó này à, có thể tái chế này, đó, thực phẩm được đóng gói ở trong cái gì đó có thể tái chế. Vậy chúng ta thấy rằng là à những thứ tái chế được, đúng không? Mà được đóng gói thực phẩm thì sẽ là à, Sẽ là đồ chứa Đó, vậy chúng ta sẽ thấy rằng là Trong đằng trước chỗ này không có danh từ À không có mạo từ Ơ, ân gì cả Do vậy, chỗ này các bạn sẽ điền một danh từ số nhiều Và danh từ container sẽ phải thêm đuôi S ở sau Vậy câu số 3 các bạn sẽ điền đáp án là container Thêm đuôi S ở sau kem nhé và chúng ta có cụm từ recyclable containers mang nghĩa là hộp đựng có thể tái chế. Next number four, a creative way to dot dot old greeting cards is to make gift tags, gift tags and bookmarks. Câu số 4 à một cách sáng tạo để cái gì đó à, thiệp chúc mừng cũ, Đó, thiệp chúc mừng cũ là làm thẻ quà tặng và đánh dấu trang. Vậy chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Chúng ta còn hai từ nữa là từ uh, landfill và từ reuse. Vậy chỗ này sau to các bạn phải điền một động từ ở đây. Và chúng ta chỉ còn một động từ duy nhất đó là động từ reuse. Đó, nghĩa là tái sử dụng. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải điền câu số câu số 4 đó là từ uh, reuse. Vậy câu này có nghĩa là Ờ, một cách sáng tạo để tái sử dụng thiệp chúc mừng cũ là làm thẻ quà tặng và đánh dấu trang đúng không? và chắc chắn từ cuối cùng các bạn sẽ điền đó là từ landfill, the waste in open landfill size can release harmful gases into the atmosphere. landfill câu này có nghĩa là chất thải tại các bãi rác có thể thải khí độc hại vào khí quyển Đã. Rồi, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong à, bài số 2 với 5 từ mới vừa học Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo kem nhé Grammar Phần tiếp theo trong bài ngày hôm nay các bạn sẽ được học đó là phần ngữ pháp Verbs with prepositions. Và hôm nay thuần ngữ pháp đầu tiên các em được học đó là động từ đi cùng với giới từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc yêu cầu bài thứ nhất trước. Number one. Rồi trước khi vào bài thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau đọc lý thuyết phần remember. Để xem rằng là À, chúng ta sẽ có những cái động từ nào đi cùng với giới từ nào, các em nhé. Remember. Many verbs go with a preposition followed by an object. The meaning of these two words is usually very similar to the origi original meaning of the verb. Vậy chúng ta thấy là gì nhỉ? À, chúng ta có verb này đi cùng với preposition đi cùng với tân ngữ đằng sau. Thế thì cái câu này có nghĩa là à, rất nhiều động từ đi cùng với giới từ và theo sau bởi một bởi một tân ngữ. Và nghĩa của những cái từ mà có hai từ này thì thường giống với nghĩa ban đầu của động từ đó. Bây giờ chúng ta sẽ có các động từ như sau. Example, ví dụ. Verbs with about. Động từ đi cùng với about. Chúng ta có ask about là hỏi về cái gì này Care about Quan tâm về vấn đề gì Talk about Nói chuyện về vấn đề gì Think about Nghĩ về cái gì Learn about Học về gì Verbs with for Động từ đi cùng với giới từ for Ask for Nó cũng là hỏi này Apply for Nộp đơn Apologize for Xin lỗi Wait for Chờ đợi repair for, chuẩn bị. Verbs with on, động từ đi cùng với on. Agree on, đồng ý, base on, dựa trên, depend on, dựa vào, rely on cũng là dựa. Dựa vào cái gì đấy. Verbs with to, động từ đi cùng với giới từ to. Introduce to, giới thiệu với, refer to, ám chỉ, respond to, đáp lại. Listen to, nghe, explain to, giải thích. In some cases, a verb and a preposition are combined to make a two-word phrasal verb. The meaning of a phrasal verb is often very different from the orig original meaning of the main verb. Phrasal verbs use adverbs as well as prepositions. Trong một số trường hợp thì động từ và giới từ được kết hợp để tạo thành cụm động từ nhé. Cụm động từ có hai từ đấy. Nghĩa của cụm động từ thường rất là khác với nghĩa gốc của động từ chính. Vậy chúng ta thấy rằng là cụm động từ là có verb cộng với preposition thì bằng cái từ là phrasal verb. Bằng cụm động từ nhé. Phrasal verb là cụm động từ. Được chưa? Đó. Chúng ta lấy ví dụ một vài phrasal verb như sau cụm động từ như sau từ đầu tiên workout à, uh, workout là có thể dịch nghĩa là tập thể dục nhé workout là tập thể dục tiếp tục carry out tiến hành này turn on là bật turn off là tắt look for tìm kiếm look after chăm sóc và look up là tra cứu Đấy nghĩa là uh, từ lúc còn bây giờ không phải là nhìn nữa đúng không? mà lúc for thì có thể mang nghĩa là uh, tìm kiếm, lúc after là chăm sóc và lúc up là tra cứu. Đấy, nghĩa là nghĩa của chúng với từ động từ ban đầu đã thay đổi và không phải là nghĩa ban đầu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập phần bài số 1 liên quan đến uh, động từ đi cùng với giới từ nhé. Chúng ta cùng xem number 1 Complete the sentences with the suitable prepositions. Bài một yêu cầu chúng ta là hãy hoàn thành câu với giới từ thích hợp. Nào bây giờ chúng ta cùng xem câu thứ nhất. Many people have now start, started to care about the environment. Câu thứ nhất có nghĩa là À, hiện nay nhiều người đã bắt đầu cái gì đó đến môi trường Động từ care là quan tâm Và chúng ta vừa thấy trong phần remember vừa nãy Care đi cùng với một giới từ đằng sau đó là care about Vậy là care about mang nghĩa là quan tâm Đó, à, quan tâm đến cái gì? Vậy câu này có thể dịch là Hiện nay nhiều người đã bắt đầu quan tâm đến môi trường Next number two. The future of our planet depends how we deal with climate change. Câu số 2. Tương lai của hành tinh chúng ta phụ thuộc đó vào cách mà chúng ta đối phó với biến đổi khí hậu. Vậy chúng ta có depends. Động từ depends đi cùng với một giới từ đằng sau đó là à chúng ta sẽ dùng là depends on. Đó. Là phụ thuộc đó. Vậy là tương lai của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta đối phó với biến đổi khí hậu. Next number 3, câu số 3. We should work out some solutions to reducing plastic pollution. Câu số 3 là chúng ta nên cái gì đó này, những giải pháp, một số giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Đó. Vậy chúng ta thấy rằng à work đi cùng với một đi cùng với một à, giới từ đằng sau bạn có nghĩa là work out và chúng ta có cụm động từ work out mang nghĩa là tìm ra nhé tìm ra vậy ý câu này là chúng ta nên tìm ra một số giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm nhựa next number four và câu cuối cùng câu số 4 My sister is responsible for looking that the plants at home. Chị tôi có trách nhiệm là cái gì đó này, thực vật cây cối ở nhà. Và look, chúng ta vừa có ba giới từ đi cùng look đúng không? Look for là tìm kiếm, look after là chăm sóc và look up là tra cứu. Vậy thì khi mà nói đến thực vật ở nhà thì chắc chắn là chị tôi phải có chịu trách nhiệm về việc gì? À đó là việc chăm sóc cây ở nhà. Và các bạn có từ chăm sóc sẽ là look after. Looking after. Đó. Vậy đó là đáp án của bài số 1. Nó à, điền các giới từ phù hợp. Vậy các bạn sẽ có từ care about. Quan tâm về vấn đề gì này. Depends on. Phụ thuộc này. Work out. Tìm ra. Và looking after là chăm sóc. Vậy đó là phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Phần ngữ pháp tiếp theo ngày hôm nay các bạn tìm hiểu đó là relative clauses referring to a whole sentence. Ở à, trong phần ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học đó là à, chúng ta sẽ có mệnh đề quan hệ ám chỉ đến cả một câu. Đó, chúng ta sẽ cùng đọc phần này. remember trước nhé. Phần ghi nhớ như sau: We can use a non-defining defining relative clause to refer to all the information in the previous clause. This type clause is introduced with the relative pronoun which. We also add a comma before which. Câu này có nói như sau: Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định để đề cập đến tất cả thông tin trong các mệnh đề trước đó. Và loại mệnh đề này được giới thiệu bằng cách bằng cách là sử dụng À, to which Bằng cách là sử dụng đại từ quan hệ nhá. Relative pronoun đại từ quan hệ which Chúng ta cũng thêm dấu phẩy trước to which Chúng ta xem phần ví dụ như sau More and more people are interested in recycling nowadays Which is good for the environment Câu này có nghĩa là à, Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc tái chế Và điều này tốt cho môi trường Chúng ta xem phần viết lại câu như sau The fact that more and more people are interested in interested in recycling nowadays is good for the environment. À, việc ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc tái chế là điều tốt cho môi trường đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à làm bài số 2 trong sách giáo khoa của chúng ta nhé. À, bài số 2 có yêu cầu như sau. Combine the sentences using relative clauses. Bài số 2 có yêu cầu là hãy nối các câu sử dụng mệnh đề quan hệ. Đó. Chúng ta sẽ kết hợp hai câu thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ các em nhé. Chúng ta xem câu thứ nhất. Number 1. Plastic takes hundreds of years to decompose in the ground. This explains why it is harmful to the environment. Câu thứ nhất có nghĩa là nhựa phải mất hàng trăm năm mới phân hủy được trong lòng đất và điều này giải thích tại sao nó có hại cho môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ xem rằng là à, chúng ta viết lại câu như sau: Plastic takes hundreds of years to decompose in the ground. Nhựa mất hàng trăm năm để phân hủy dưới lòng đất đó bây giờ chúng ta sẽ nói là gì à điều này có hại cho môi trường được chưa chúng ta chỉ cần nói một câu ngắn thôi điều này có hại cho môi trường vậy sau dấu phẩy các bạn sẽ dùng một cái đại từ đại từ quan hệ đó là từ which đó. sau which cộng với động từ luôn nhá vậy các bạn sẽ bỏ các câu this explain why it đi bây giờ đến to be luôn là which is đúng không? Điều này có hại cho môi trường. which is harmful to the environment. Đó. Vậy đó là câu thứ nhất rất là dễ thôi, đúng không? Chúng ta viết cực kỳ đơn giản nhá. Chúng ta đừng viết dài quá. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ nói lại trong phần này sẽ là gì nhỉ? Nhựa phải mất hàng trăm năm mới phân hủy trong lòng đất. Điều đó đúng không? Điều đó gây hại cho môi trường. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ chúng ta thử sang câu số 2 nhé. Public transport do not pollute the air as much as private vehicles. That's why more people should consider using it. Câu số 2. Phương tiện giao thông công cộng không gây ô nhiễm không khí nhiều như phương tiện cá nhân. Đó là lý do tại sao nhiều người nên cân nhắc sử dụng nó. Bây giờ chúng ta viết lại câu như sau. Public transport do not pollute the air as much as private vehicles. Phương tiện giao thông công cộng không gây ô nhiễm không khí nhiều như phương tiện cá nhân. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng which, đúng không? Bây giờ sẽ nói là gì nhỉ? À, đó là lý do tại sao nhiều người nên cân nhắc sử dụng phương tiện này. Vậy các bạn sẽ viết là à, đó là lý do tại sao các bạn sẽ thay that thành which và còn lại viết y nguyên. Vì là which y. À which y. Rồi viết đằng hết đằng sau vào nhá. More people should consider using it. More people. Đây cô sẽ viết nhỏ nhỏ xuống đây nhá. should consider using it. Đó. Được chưa? Vậy, câu này có nghĩa là uh, các phương tiện giao thông công cộng không gây ô nhiễm không khí nhiều như phương tiện cá nhân. Đó là lý do tại sao nhiều người nên cân nhắc sử dụng phương tiện này. Cuối cùng, chúng ta xem câu số 3. All students work very hard to help clean up the school. The teacher encourages this câu số 3 có nghĩa như sau à, tất cả học sinh đều làm việc rất chăm chỉ để giúp dọn dẹp để giúp dọn dẹp trường học giáo viên khuyến khích điều này bây giờ chúng ta sẽ viết lại là all students works very hard to help clean up the school tất cả học sinh đều rất chăm chỉ giúp uh, dọn dẹp trường học đó để nói là gì nhỉ điều này được giáo viên khuyến khích đó. vậy điều này bây giờ chúng ta sẽ dùng đại từ quan hệ which trước, được chưa? đó và chúng ta cộng với cái vé đằng sau. chúng ta nói là gì? À, có thể nói là điều này được khuyến khích bởi giáo viên hoặc là điều này được giáo viên khuyến khích nhé. Vậy sẽ nói là which the teacher đó, điều này giáo viên rất khuyến khích. Which the teacher uh, encourages. Đó. Vậy là trong câu số 3 Kem đã bỏ từ this đi nhá. Từ this đã thay bằng từ which. Đó, which nghĩa là điều này. Điều này giáo viên rất khuyến khích. Được chưa? Điều này được giáo viên khuyến khích. Đó. Vậy thì đó là đáp án của bài số 2 khi chúng ta đã kết hợp các câu sử dụng các mệnh đề quan hệ bằng đại từ quan hệ là which. Rồi, đó là bài số 2. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần bài số 3 Kem nhé. Bài số 3 có yêu cầu như sau. Working peers, talk about green things and activities you and your family often do. Use verbs with preposition or phrasal verbs and relative clauses referring to the whole sentence. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy làm việc theo cặp. Hãy nói về những điều xanh và những hoạt động xanh mà bạn và những và gia đình thường làm. Sử dụng động từ có giới từ hoặc cụm động từ và mệnh đề quan hệ để đề cập đến toàn bộ câu chúng ta có ví dụ như sau example i always turn off the fans when i leave the room which helps save energy ví dụ tôi luôn luôn tắt quạt khi ra khỏi phòng điều này giúp tiết kiệm năng lượng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, viết một câu đó viết một câu nói về những thói quen chúng ta thường chúng ta thường làm để tiết kiệm năng lượng đúng không ví dụ, cô có thể à, nói như sau, à, tôi thường giúp mẹ tôi phân loại rác thải sinh hoạt, điều này giúp ích cho quá trình tái chế chẳng hạn. Bây giờ cô sẽ viết luôn trong sách giáo khoa của mình nhé, tôi, cô sẽ viết xuống bên dưới này, một câu ngắn gọn thôi, rồi ví dụ. À, tôi thường giúp mẹ phân loại rác thải sinh hoạt tôi có thể nói là I uh, often help my mom I often help my mom chúng ta có phân loại là từ sort out uh, the, weight. the household waste the household waste đó được chưa? Vậy là tôi thường giúp mẹ phân loại rác thải sinh hoạt này. Được chưa? Điều này giúp ích cho quá trình tái chế chẳng hạn. À, vậy có thể nói là Which helps the recycling process Recycling process đó, quá trình tái chế Rồi, vậy đó là một cái câu Cô đã nói rất là ngắn rồi Sorry, đây là từ often nhé Rồi, vậy cô sẽ cùng nhau thực hành lại này I often help my mom shut out the whole house waste, which helps the recycling process. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể nói, ví dụ như là uh, chúng tôi thường đi du lịch bằng xe đạp chẳng hạn. Đó. Việc này thân thiện với môi trường hơn là đi ô tô hoặc xe máy. Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Uh, we often go around by bicycle, which is more friendly to the environment than traveling by car or motorbike đó vậy đó là phần language ngày hôm nay chúng ta đã đã học vậy trong bài hôm nay chúng ta đã học được rất là nhiều kiến thức đúng không thứ nhất là các bạn đã được học học cách phát âm của các âm đó là âm gì nhỉ à, đó là âm ear air và ur tiếp theo phần từ mới các bạn đã được học bốn từ mới ngày hôm nay đó là các từ a waste landfill reuse packaging and container và phần À, ngữ pháp hôm nay các em đã được học Thứ nhất là động từ đi cùng với giới từ Đó Và thứ hai là các em đã được học Mệnh đề quan hệ ám chỉ đến cả câu Đó, ám chỉ đến cả một câu Và bài học ngày hôm nay trong phần language đến đây là kết thúc rồi Vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé Goodbye